Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu sau pha giao bóng của đội khách Manchester City. Và ở phút thứ 15 thì Fulham cũng đang hòa Leeds United với tỷ số là 0-0. Pha dứt điểm đầu tiên và như vậy là bóng đã tìm tới xa ngang. May mắn đã thuộc về đội chủ nhà trong tình huống vừa rồi khi mà họ đã không phải nhận bàn thua. Đội trưởng của De Bruyne. Đôi và lưới đã rung lên. Bàn thắng đã được ghi cho các cầu thủ Manchester City. Phil Foden là tác giả của bàn thắng mở tỷ số trận đấu này và Man City đã có ưu thế vượt lên. Sau pha phối hợp ở hành lang bên phía cánh phải là một đường chuyền, một quả tạt như đặt. De Bruyne. Dứt điểm chân trái. Và như vậy là lưới của Brighton đã rung lên. Tỷ số là 2-0 và lại là Phil Foden. Grealish, Kevin De Bruyne. Dứt điểm. Và như vậy tỷ số đã là 3-0. Phút thứ 81. Và chắc chắn là thầy trò huấn luyện viên Guardiola sẽ vượt qua vòng 5 của cúp UEFA. Cú sút của Kevin De Bruyne đã không cho Olivier cơ hội để cản phá.